Làm thế nào để đăng ký một cái tài khoản của Binance cho những ai ở Việt Nam hay là những ai ở tại nước Mỹ Làm thế nào để đăng ký step by step trên cái computer Jimmy sẽ có một cái video khác hướng dẫn làm sao đăng ký trên cái mobile như thế nào Nhưng mà cái quá trình đó nó cũng tương tự Thì trước mắt đó là các bạn nếu coi những cái video của Jimmy đó Thì các bạn muốn đăng ký Binance đó, thì có cái đường link ở dưới đây nè Các bạn kéo xuống dưới cái phần video đó Nó sẽ có cái đường link thí dụ như là tingsmartbrother.com slash binance hoặc là nếu ai ở Mỹ thì bấm vào tingsmartbrother com slash US ở dưới cái đường link của cái mobile cũng như là cái phần desktop. Hoặc là quý anh chị có thể vào trong cái website này tingsmartbrother com slash resort và Jimmy có rất là nhiều cái đường link của những cái thu mà Jimmy dùng trong thời gian vừa qua. Jimmy dùng rất là nhiều cái exchange trong thời gian vừa qua Từ Coinbase cho đến Crypto App cho đến Gig.io cho đến mxc Thực sự Binance là một cái sàn mạnh nhất trên thế giới và rất là uy tín thì bây giờ chị mình sẽ sâu cho mọi người. Thì trước khi mà chị mình vào trong cái phần video đó thì chị mình muốn nhấn mạnh thêm một chút nữa. Thì đây là cái đường link dành cho những ai ở Việt Nam đăng ký tài khoản của bà nen thì các bạn đăng ký với cái đường link của tên Smart Rider của Jimmy đó thứ nhất sẽ ủng hộ được cho Jimmy để Jimmy có những cái động lực để làm thêm những cái video như thế này trong thời gian sắp tới cái điều số 2 các bạn sẽ có được những cái phần bonus à, lên tới 600 đô khi mà đăng ký với bài tại Việt Nam hay là những quốc gia khác còn nếu đăng ký với bài USA đó nếu các bạn có những câu hỏi gì sau khi các bạn đăng ký đó thì các bạn có thể screenshot và các bạn có thể contact tên Smart Rider trong cái đường link ở dưới của cái video này có cái phần email hoặc là các bạn có thể contact cái nhóm kính của Telegram để bên tên Smart Rider có thể hỗ trợ cho các bạn về những ai đăng ký với tiền spot Brother OK, rồi okay. thì bây giờ mình vào cho vấn đề luôn. Trước khi mà mình đăng ký tài khoản Binance dành cho những ai tại Mỹ mà muốn đăng ký Binance thì thường thường đó mình sẽ đăng ký không được. Tại vì sao? Thứ nhất là mình không có cái passport của Việt Nam. Tại vì Binance đó là họ không cho những ai tại Mỹ hoặc là Canada đăng ký Binance. Thì những ai ở Mỹ các bạn phải đăng ký Binance US nha, nhớ nha. OK. Còn những ai tại Mỹ mà muốn đăng ký Binance là bài com đó thì các bạn phải có một cái passport là phải có cái hộ chiếu đó là tại Việt Nam cho nên cái trường phần này nó hơi technical chút những ai tại Mỹ nếu có cái passport tại Mỹ thì các bạn phải có luôn cái passport tại Việt Nam thì mới có thể đăng ký bài được đó là chìa khóa đầu tiên còn những ai ở Việt Nam thì không phải nói tới thì quá dễ rồi ok hay là quốc gia khác thì những ai tại Mỹ đó thì các bạn trước khi đăng ký đó thì các bạn phải có được một cái nó gọi là Express VPN các bạn click vào trong đây để đăng ký ok và sau đó bấm chữ Get yes, Express VPN thì nếu các bạn dùng cái đường link của Jimmy đó thì các bạn sẽ giảm được 49% và được 3 tháng free miễn phí khi đăng ký Express VPN và Jimmy thực sự nói đó Express VPN dù không có chơi crypto thì mình vẫn nên dùng tại sao khi mình browse internet đó ít bị hacker ok nếu ai mà ở bên Texas hay là New York, Hawaii hay là Vermont thì sẽ không đăng ký được tại Mỹ ok rồi lưu ý phần này các bạn click vào tinsportbody.com/binance rồi mình click vào đường link đó thì đây là cái refer ID của Jimmy nha sau đó các bạn bấm chữ sign up với cái phone hoặc là email và bây giờ các bạn bỏ cái email cũng như là cái password vào ok Thì bây giờ trước mắt đó là chị mày có cái người demo live luôn Đó chính là Long và Long sẽ đăng ký bài nem Để làm cái, cái cái account demo này cho mọi người thấy luôn Come on em Long Alright, let's enjoy xong <laughs> Thì bây giờ Long lấy cái keyboard này nè Long bỏ cái email của Long vào Sau khi các bạn bỏ những cái email y chang là Long đúng không Thì các bạn nhớ nha, cái email này mình phải biết được nha Mình phải có được cái password nha Tại vì sao sau này nó sẽ gửi những thông tin vào cho các bạn Cho nên nhớ là cái email này là mình phải có được access nha Rồi, Long nhớ bỏ cái password vào Okay. nhớ nh nh viết xuống nha như quên là mệt đó là phải có một cái number và một cái upper case thì long đã bỏ đúng rồi đúng không viết cái email và password một cái chỗ an toàn nha rất là quan trọng và bấm chữ i have read là mình đồng ý và sau đó cái này Created. create personal account rồi personal account rồi mình đợi chút thôi và bây giờ đó họ đang gửi cái khúc vào trong cái email của long Để các bạn có thể check cái email của mình và sau đó bỏ cái khúc vào ok rồi long click on submit ok sau khi long tạo tài khoản xong thì thì bây giờ nó cần long là phải cần kyc là là verify long là người thật việc thật đúng không long ok verify nào là hiện tại đó là country of resident của các bạn là phải là việt nam nha tại vì sao tuy các bạn ở mỹ nhưng mà cái passport của các bạn là ở việt nam cho nên các bạn phải chọn là việt nam nha các bạn nha bị bấm dịch continue đúng không long đúng rồi ok jimmy đã bỏ dấu và tên đúng hết rồi đó là last name middle name và first name là bỏ full name luôn rồi đó và sau đó là sẽ bỏ chọn birthday ok thì mình chọn ở trong đây là đúng cái năm đúng cái tháng và đúng cái ngày ok và bấm chữ continue chị mình đã làm rất là chậm đó nha cho mọi người thấy nha ok rồi và sau đó đó là mình bỏ cái địa chỉ của mình tại việt nam ok rồi thì sau khi mình bỏ cái địa chỉ vào đó xong rồi bỏ cái postcode ở việt nam là 700 000 đó cái này là ở thành phố hồ chí minh city là hồ chí minh và country là việt nam ok bấm chữ continue đúng không và bây giờ kế tiếp đó là các bạn phải upload id card hay là cái passport hay là cái driver license thì đa số đa phần ở những ai Việt Nam thì chắc chắn là sẽ biết là ID Call là cái gì rồi, passport là như thế nào và driver license thì ngay bây giờ mình sẽ upload cái passport là mình có đúng không Long? OK, continue và bây giờ đó là document này not expire, this is original document thì bấm continue tiếp tục và bây giờ đó là nó nói mình upload cái document của mình, OK, mình sẽ bỏ ở đây um, take photo hay là upload my device doesn't have a camera thì mình phải dùng cái bài nên app ở chỗ này ok thì các bạn nhớ nè ở đây đó nó bắt mình phải chụp tấm hình mình click ở chỗ này bây giờ chị mình đang dùng camera cho nên chụp tấm hình không được ok và cái cách kế tiếp số 2 đó long mà chị mình thấy đơn giản nhất luôn đó là các bạn nhớ à, nếu mà chụp hình không được đó tại vì thường thường nó nói là lấy cái 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 webcam thường thường đăng ký cái này á, cái mà tiện nhất là đăng ký bằng mobile long hiểu không? tại vì chức năng của mobile là nó rất là tiện. nhưng mà bây giờ mình đăng ký bằng desktop đúng không? thì cái xác chỗ này đó là bây giờ mình chụp hình không được tại vì thường thường cái webcam mà nó chụp hình nó hơi mờ đúng không Long? là nó sẽ không thấy rõ cái bắt bò thì bây giờ phải, mình phải làm điều gì thì nó nói nè my device doesn't have a camera thì mình phải download cái bài app thì bây giờ long giúp cho jimmy đó là long download cái bài app xuống thì bây giờ jimmy đó là đang chuẩn bị vào trong cái phần này nè bấm chữ app store ok jimmy bấm vào app store các bạn thấy không app store và jimmy xong rồi long giúp cho jimmy là search bài nha ok bài các bạn thấy không là bài nè đó, Binance, Binance US, Binance? Binance, bình thường Long, tại vì Long đang đăng ký cái tài khoản Binance ở Việt Nam, tại vì Long là công dân của Việt Nam, giả sử là như vậy, đó, thì đăng ký Binance. Còn nếu ai mà ở, ở Mỹ đó thì đăng ký Binance US, OK. Nếu mà muốn muốn đăng ký mà tài khoản mà tại Mỹ đó, Binance US. Và cái quan trọng đó là Long, khi mà Long log in vô, Long nhớ dùng cái IP là bấm IP Việt Nam thì mới log anh được, không có thì nó sẽ chuyển qua, qua Long qua Mỹ. Thì cái này là dành cho những ai mà có passport tại Việt Nam nhưng mà ở Mỹ, giả sử như vậy, anh okay? có thể làm được. Thì bây giờ Long vừa mới download cái bài nen app xuống và sau đó Long bỏ username và password của bài nen vào luôn rồi. Và sau đó nó gửi một cái nó gọi là gửi một cái code đó đúng không Long? Một cái code. vô trong cái email của mình. Thì mình lấy cái code đó đó mình bỏ vào để log in vô cái tài khoản. Thì bây giờ Long đã log in tài khoản được các bạn thấy không? thấy okay? log tài khoản rồi đó. Thì bây giờ đó mình sẽ bấm chữ gọi là skip chỗ này. Thì bây giờ mình phải lấy cái này, mình scan cái phần code. Ở scan nhanh dữ thấy không? Long Long thấy là lại nãy mình mới scan là mình scan cái code đó. Xong rồi bấm Long bấm chữ Next Bây giờ Long bấm lại cái phần password vào Một lần nữa Là mình phải scan đó để nó make sure là nó verify Là nó chứng minh là người thật việc thật đó Là các bạn nhớ ghi nhận nha Là sau khi mà mình download cái app từ cái phone xong Sau đó mình phải scan Cái Cái khúc này Từ cái phone của mình Và mình verify hết tất cả mọi thứ Thì lúc đó nó hiện lên cái này Các bạn thấy không Đó Là nó nói là uh, Enable Face ID Thì bây giờ mình phải bấm chữ Enable Face ID đúng không thì bây giờ lát nữa là nó nó scan cái mặt của long có đúng không ạ sau đó long bấm chữ verify nào ok thì sau khi á mà jimmy cũng như là long đó là chụp cái hình à, của cái passport ở trên cái phần phone nó xong rồi đó thì họ sẽ nói mình á là take một cái selfie là mình chụp cái hình từ trên cái phone của mình á là cái mặt mình như thế nào thì nói chung là nó sẽ có những cái, cái cái cái, bước đó để các bạn có thể theo dõi ok rồi chụp hình selfie long selfie đi long ok thì sau khi mà long selfie xong rồi đó thì nó sẽ ra cái này rồi là không mang mũ nè nó không mang mắt kính đừng mang mũ giống chim mày nha À, đừng có bỏ filter ok thì các bạn thấy đó là long đã success verify nè nói chung là sau khi mà selfie xong thì nó cũng phải cho dùng cái phone của mình nó nói mình phải ví dụ như là nháy mắt nè mình mở miệng có đúng mình hay không để mất công ai ăn cắp ăn trộm của mình sao đúng không thì các bạn thấy đó sau khi cái phần nó xong nó để là cái account đó là đang under review và nó đợi một chút các bạn chỉ cần đợi khoảng chừng có thể là năm 10 phút hay là thậm chí nửa tiếng và chậm lắm là một ngày là xong thì bây giờ đó các bạn thấy đó là hồi nãy giờ Jimmy confirm thì hiện tại ngay bây giờ đó là Long đã KYC xong hết tất cả các bạn thấy nè Verify under review Create account xong rồi Thì bây giờ mình đợi nó thôi Và sau đó, đó các bạn có thể browse as a guest Thì các bạn chỉ cần đợi cái email Hoặc là các bạn đợi khoảng chừng một vài ngày hay là đợi một vài tiếng thì tùy theo Nó sẽ notify cho các bạn Bài nè nó sau này đó là nó chỉ cần nó nhìn cái mặt của mình là nó verify cho mình được luôn nếu mà mình mình mình, muốn Rất khó chậm Đúng rồi, rất là khó chậm Thì ok Long, thì sau so far Long có phát biểu ý kiến gì không? Nào, vào trong đây nè, phát biểu ý kiến gì không? nhưng mà thấy thấy cái quá trình sao nó khó không? các bạn nói chung là mình mới đăng ký Binance thì mình thấy cái quá trình nó rất là đơn giản không có phức tạp gì cả mình cứ làm theo instruction như là chuyên bị nói hướng dẫn ở trong cái video ừ. à. thì bây giờ mình đang chờ đợi uh, nó verify thì khi okay. mà nó verify mình sẽ làm mình sẽ bỏ tiền vào mình sẽ mình sẽ bắt đầu trading và các bạn sẽ đón xem ha. Bây giờ bây giờ hỏi Long cái nè, lý do tại sao mà Long chọn bài Nen trong lúc Long biết về crypto app Coinbase, xong rồi biết về MEXC mấy kia tại sao Long lại chọn bài Nen? Thứ nhất là bài Nen nó là một cái trading platform uh, mở rộng và nhiều volume. Ừ. Và thứ hai nó rất là uy tín. Ừ. Và thứ ba là mình uh, rất là tiện, nước ừ. không có nhiều phí. Ừ, đúng rồi long xài crypto nó lấy phí cao quá đúng rồi mua mua bán ra rồi bạn đúng ừ, không? mà bây giờ nó good là mình mình chuyển trực tiếp từ nhà băng mình qua luôn nó rất là đơn giản luôn à như vậy là ví dụ long cần chuyển tiền đi thì chuyển tiền ừ, lại là, là dễ đúng không? Dạ yeah. ok yeah. rất là dễ dàng rồi okay. Yeah. ok thank you long nhiều nha thì hồi à, nãy giờ đó thì chị đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để đăng ký tài khoản của bạn em rồi thì bây giờ đó nếu ai là người mới à, tại Việt Nam hay là tại Mỹ thì chị mình nhắc lại thêm một lần nữa nếu ai là người ở Mỹ mà không có passport tại Việt Nam thì các bạn chỉ cần đăng ký đơn giản thôi. Binance US đúng không? Đúng. Còn nếu ai mà ở Mỹ mà muốn đăng ký cái tài khoản mà Binance ở Việt Nam để chơi future và nhiều thứ khác đó ừ. thì các bạn phải cần có một cái passport tại Việt Nam là cái này nè. Đó, OK. Thì muốn làm passport tại Việt Nam thì các bạn rất là đơn giản có rất là nhiều cái dịch vụ tại Mỹ đúng không? Đúng. Để đúng. mình làm cái điều đó đúng. thì passport nó rất là tiện lợi. OK. Còn ai ở Việt Nam thì quá dễ đúng không? Đăng ký thôi. Đúng. Rồi. Thì các bạn nào mà cảm thấy video này giá trị cũng như là à, thích cái video này và cảm ơn cái sự đóng góp của chị mì thì các bạn nhớ ủng hộ nha nhớ ủng hộ vào cái đường link ở dưới khi mà đăng ký thì thứ nhất sẽ cho chị mì cái động lực để làm những cái video sắp tới đúng không trên mobile và nhiều thứ khác cho các bạn ok điều số 2 thì nói chung á, là các bạn đăng ký cái đường link đó và các bạn chỉ cần screenshot đúng không chỉ cần screenshot cái màn hình là mà các bạn đã, đăng ký từ tên spot rider thì các bạn nhớ contact nếu có câu hỏi đúng không? Ừ. Mình sẽ support contact vào cái email ở dưới của mình cũng như là cái nhóm telegram để dành riêng để support cho những ai đã ủng hộ mình đúng không đúng đúng ok rồi các bạn hãy nhớ đầu tư thông minh